trận đấu của chúng ta với UAE thật tuyệt vời phải không? Đúng vậy, mặc dù chúng ta thua với tỷ số 2-3, thua một trận đấu nhưng chúng ta thắng cả một chiến dịch Việt nhí. Chuẩn luôn, cậu có thể dùng một câu văn miêu tả cầu thủ cậu ấn tượng nhất trận được không? Ái chà, khó ghê ta. Đừng lo, hãy để cửa sổ văn học Mách Tiếp giúp bạn tạo lập những câu văn miêu tả chất như nước cất nha. Cách đầu tiên, sử dụng các biện pháp tu từ có thể là so sánh, nhân hóa, ẩn dụ hoặc khoán dụ. Cách thứ hai, sử dụng từ lấy tượng hình, tượng thanh, mang tính chất gợi tả. Cách thứ ba, thêm tính từ để miêu tả. Và cách thứ tư, tạo sắc thái biểu cảm cho câu văn. Chúng mình sẽ đi vào từng cách cụ thể nhé. Với cách đầu tiên, sử dụng biện pháp tu từ, mình có câu ví dụ bầu trời đen kịt thì thay vào đó sẽ bằng ông trời mặc áo giáp đen ra trận, một câu thơ trong bài thơ của tác giả Trần Đăng Khoa. Ở đây, tác giả sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa qua từ ông, mặc áo và ra trận. Với cách thứ hai, sử dụng từ lấy tượng hình, tượng thanh mang tính chất gợi tả. Ví dụ, tiếng suối chảy trong rừng thì thay bằng tiếng suối chảy róc rách trong rừng với từ lấy tượng thanh róc rách. Cách thứ ba, thêm tính từ để miêu tả. Với câu văn dòng sông chảy qua cánh đồng, chúng ta sẽ chuyển thành dòng sông dài đục ngầu mùa nước lũ chảy qua cánh đồng xanh ngắt với các tính từ dài, đục ngầu, xanh ngắt. Cách cuối cùng, tạo sắc thái biểu cảm cho câu văn. Ví dụ, trong vườn mít đã chín thay bằng trong vườn mít đã chín, cái giống vốn gai góc xù xì mà mang hương thơm ngọt lựng đến kỳ lạ. Ở đây đã thêm cho câu một vế biểu cảm. Từ 4 tip mà cửa sổ văn học đưa ra, bạn thừa sức viết được một câu văn miêu tả chiêu chiêu. Thực tế, ta có thể kết hợp nhiều mẹo trong cùng một câu văn đó nha. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng giúp bạn Nam đặt câu mà bạn gặp khó khăn ở phần mở đầu nhé. Trong trận đấu với UAE, cầu thủ Thúy Linh như một người hùng đã khéo léo dứt điểm ghi bàn thắng đầu tiên cho đội nhà, sử dụng tip 1 và tip 2. Cửa sổ văn học hẹn gặp lại các bạn vào thứ 6 cuối tuần. Bình luận bên dưới những phần cần bọn mình giúp đỡ trong các video sau nhé. Chào tạm biệt!